Trạng Trần mắng xối xả vợ Xuân Bắc, nịnh bà Hằng được gì, tôi nể chồng cô thì tôi càng khinh cô. Trạng Trần tiếp tục có động thái đáp trả vợ Xuân Bắc trước hành động chia sẻ lại đường link cựu người mẫu từng bị cảnh sát bắt cách đây 6 năm. Những ngày qua, Trạng Trần trở thành cái tên được nhiều khán giả quan tâm khi vướng vào lùm xùm với bà Phương Hằng. Vụ việc càng đẩy lên cao khi vợ Xuân Bắc, chị Nguyễn Hồng Nhung đăng đàn bày tỏ ủng hộ bà Hằng và tuyên bố đòi đánh Trạng Trần vì mối thù năm xưa. Trước những lời thách thức, Trạng Trần liền tuyên chiến đánh tay đôi. Còn vợ Xuân Bắc thì lại mỉa mai cựu người mẫu với hành động xe lại đường link Trạng Trần từng bị cảnh sát bắt do say xỉn rồi đánh nhau với cảnh sát. Trước việc bị đào bới quá khứ, chiều tối ngày 4 tháng 5, Trạng Trần liền đăng đàn đáp trả vợ Xuân Bắc với những lời lẽ cực gắt. Mày cãi nhau với tao là mày ngu rồi. Mày học đại học, học diễn viên hệ cao hơn tao mà mày ngu hơn tao. Mày chửi với tao không lại đâu. Mày sinh ra trong một gia đình cha mẹ tử tế đàng hoàng. Chú bác mày cũng tử tế đàng hoàng mà mày ngu. Câu chuyện của tao, cả Việt Nam ai cũng biết. Có ai lạ gì mặt tao? Mày đang lại làm gì? Chưa dừng lại ở đó, Trạng Trần còn thách thức đánh tay đôi với vợ Xuân Bắc, đồng thời đặt câu hỏi lý do vì sao lại bênh bà Phương Hằng để đạt mục đích gì. Mày chọc máu điên tao chi vậy con ngu? Mày giỏi mày ra đánh nhau với tao nè. Mày kêu mày muốn gặp tao, mày táng tao. Mày thích xanh chín thì hẹn cái lịch đánh tay đôi. Mày đừng làm ảnh hưởng đến chồng mày. Tao không chấp, tao nhịn mày suốt thời gian qua rồi. Tao không phải sợ mày đâu. Ở đời sinh ra một con ngu là mệt mỏi cả một gia đình. Mày chửi tao, mày nịnh bà Hằng mày được cái gì? Mày thấy fan của tao và chửi mày, mày thấy mày ngu không? Mày phải giữ thể diện cho chồng mày đó mới là con đàn bà khôn. Tao nể chồng mày bao nhiêu, tao khinh bỉ mày bấy nhiêu, mày là một con ngu. Có một ngày thằng chồng mày nó không chịu nổi tính ngu si của mày, nó bỏ mày thì tội con mày thôi. Trạng Trần cũng cho biết cô có thể bỏ 400 triệu đồng để xóa những hình ảnh, clip năm xưa như một nữ diễn viên từng lộ clip nóng nhưng không tiện nói tên. Tuy nhiên vì cho rằng đó như một bài học nên không làm. Bạn đừng bao giờ lôi cuốn mấy trò tiểu nhân bảo vệ ngu ngốc. Nghĩ gì mà mày lấy cái liên kết tao ở trên công an. Tao mà sợ thì xin lỗi mày 400 triệu xóa sạch trên Google, trên YouTube. Nhưng tao không xóa vì tao coi đó như vấp ngã. Tao coi những sai sót là bài học để làm cảnh tỉnh. Đó là lỗi của tao không kiểm tra chuyện ăn uống. Có giá để xóa clip và hình ảnh. Mày không cần hỏi chồng mày mà xem. Cái chuyện tao nói chấp nhận. Tao phải trả giá bằng 3 năm án treo không được xuất cảnh khỏi Việt Nam. Nhưng sau cái giá đó tao tu tâm dưỡng tính, tập trung làm ăn. Trạng Trần, biệt danh Trạng Khàn, sinh năm 1985 tại Hà Nội. Cô là cựu siêu mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng nhờ thân hình nóng bỏng cùng cách tạo dáng linh hoạt, hút hồn. Cô từng tham gia nhiều show diễn nổi tiếng trong và ngoài nước. Tuy nhiên do cá tính mạnh, cách nói chuyện thẳng thắn nên Trạng Trần từng dính không ít scandal liên quan đến phát ngôn. Hiện tại vợ Xuân Bắc vẫn chưa lên tiếng trước việc Trạng Trần làm clip thẳng thắn gọi tên.